chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Sau giãn cách xã hội, nhiều người dân có biểu hiện chủ quan với dịch bệnh. Thanh Hóa chủ động phòng trừ dây nâu, dây lưng trắng trên lúa xuân cuối vụ. Bộ Y tế vừa cho phép 51 đơn vị trên cả nước thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Theo đó có 24 đơn vị ở miền Bắc, 4 đơn vị ở miền Trung, 1 đơn vị ở Tây Nguyên và 22 đơn vị ở miền Nam được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định người mắc COVID-19. Hiện nay trên thế giới đang triển khai song song hai phương pháp xét nghiệm xác định người dương tính với virus SARS-CoV-2 là xét nghiệm tìm gen virus phương pháp PCR và xét nghiệm kháng thể thường sử dụng để xét nghiệm nhanh. Trong công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp cả hai phương pháp xét nghiệm phát hiện gen PCR và xét nghiệm tìm kháng thể xét nghiệm nhanh sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh nhanh, giảm tải áp lực y tế và tập trung nguồn lực vào điều trị những ca thực sự mắc SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, khi tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam đã được kiểm soát tốt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị cho phép nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Mặc dù Thanh Hóa là tỉnh có nguy cơ thấp, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên việc phòng chống dịch bệnh không được chủ quan lơ là. Tuy nhiên thực tế những ngày vừa qua cho thấy hiện nhiều người dân đang có tâm lý chủ quan với dịch bệnh. Các quán cà phê, giải khát dọc các tuyến phố đã mở cửa hoạt động phục vụ khách hàng. Mặc dù không đông khách như những dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 hàng năm, nhưng có nơi tập trung lên tới hàng chục, thậm chí có nơi hàng trăm người. Bàn sát bàn, người sát người và hầu như không mấy người thực hiện quy định đeo khẩu trang đảm bảo khoảng cách an toàn ở nơi công cộng. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự tại các quán bia hơi giải khát, ngồi tụng năm, tụng bảy vui vẻ cười đùa, cùng nâng ly chúc mừng, hò rô. Mọi người nơi đây dường như quên hết những hậu quả nặng nề mà Covid-19 đang hoành hành trên khắp các châu lục. Nếu như trước đó khoảng 10 ngày, số lượng người dân không đeo khẩu trang chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong cộng đồng, thì nay đã trở thành đa số. Hầu hết mọi người đều cho rằng Covid-19 đã được khống chế ở Việt Nam việc đeo khẩu trang cũng không cần thiết nữa. Việc chủ quan lơ là có thể khiến dịch bệnh dễ dàng lây lan bùng phát trong trường hợp xuất hiện một ca nhiễm bệnh trong cộng đồng. Những quy định trong chỉ thị 19 của chính phủ như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông người vẫn cần được người dân nghiêm túc chấp hành. Chỉ khi chúng ta tuân thủ các yêu cầu này, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh thì những thành quả chống dịch mới có thể được duy trì bền vững. Phần tiếp theo của bản tin thời hóa ngày mới sáng nay là một số thông tin kinh tế đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật. Nhằm hỗ trợ giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư đề xuất giảm nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không với mức giảm 10% so với mức phí hiện tại như phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay, phí hải quan, lệ phí ra vào cảng hàng không đối với các chuyến bay nước ngoài. Dự thảo thông tư cũng quy định mức thu phí đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tàu bay và phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng, cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế cảng hàng không sân bay. Tổng cục thống kê cho biết tính chung 4 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 18,1% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù tốc độ giải ngân có tăng nhưng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án công trình. Do đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2020 ước tính đạt 23.200 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn tháng 3 năm 2020 và đạt mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn 2016-2020. Tính chung 4 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 83.700 tỷ đồng, tương đương 18,1% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2019 bằng 19,3% và tăng 4%. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4 năm 2020 chỉ đạt 8,26 tỷ đô la, giảm 36,6% so với nửa cuối tháng 3 năm 2020. Lũy kế đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 71,61 tỷ đô la, chỉ còn tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019. Sự suy giảm diễn ra ở hầu hết các mặt hàng chủ lực như điện thoại các loại và linh kiện giảm 52,1%, hàng dệt may giảm 36%, phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 48,8%, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 35,2%. Các chuyên gia kinh tế cho biết, triển vọng xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian còn lại của năm 2020 sẽ phụ thuộc rất lớn vào diễn biến dịch bệnh tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và Liên minh châu Âu, EU. Chuyển sang một số thông tin về tình hình nắng nóng. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây, dự báo từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 5, Thanh Hóa sẽ trải qua một đợt nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ không khí phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 giờ đến 18 giờ. Trên địa bàn các huyện đồng bằng ven biển có nắng khô hanh, không mưa. Các huyện còn lại mưa rải rác, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các huyện từ cấp 2 tới cấp 4. Cảnh báo cháy rừng cấp 4 cấp nguy hiểm tại các huyện Tĩnh Gia, Hà Trung, thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, Hoàng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Sương, Như Thanh, Thạch Thành, Triệu Sơn. Cảnh báo cháy rừng cấp 3 cấp cao tại các huyện thị xã thành phố còn lại. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm dễ cháy, tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng 12 trên 24 giờ trong ngày từ 9 giờ đến 21 giờ, chú trọng các giờ cao điểm, phát hiện kịp thời điểm cháy, cấm xử lý thực bì trồng rừng, đốt đường rẫy và canh vi sử dụng lửa trong và ven các khu rừng dễ cháy khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp huy động mọi lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy. Thời điểm này, trên 80% diện tích lúa xuân đã trổ phơi mộc Đây là giai đoạn dề nâu dề lưng trắng phát triển với mật độ nhanh nhất, chích hút nhanh nhất, gây hại nhanh nhất trên cây lúa giai đoạn chín sữa, chín hoàn toàn. Nếu các địa phương bà con nông dân không phát hiện phòng trừ kịp thời sẽ phát sinh thành dịch ảnh hưởng lớn đến năng suất sản lượng lúa vụ xuân. Đến thời điểm này, trên 85% lúa xuân trên địa bàn huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa đã chỗ chín sữa. Hiện tại, trên một số thửa ruộng tại các xã Quảng Ngọc, Quảng Bình, Quảng Hợp đã xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại với mật độ trung bình từ 400 đến 500 con trên một mét vuông, mật độ cao trên 3.000 con trên một mét vuông, cục bộ đã gây cháy ổ. Hiện ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương trong huyện đã chỉ đạo bà con các biện pháp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa xuân cuối vụ một cách hiệu quả. Hiện tại thì trên địa bàn huyện thì giày nâu, giày lưng trắng đã xuất hiện. Tuy nhiên là mật độ chưa cao, nhưng bà con cũng không được không được chủ quan, cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, bám sát đồng ruộng và khi mật độ đến ngưỡng thì cần phun phòng phun theo, theo nguyên tắc bốn đúng, đó là đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc và đúng cách. Thời gian qua, các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ như đạo ôn cổ bông, giày nâu, giày lưng trắng bệnh bạc lá và sâu cuốn lá lứa 3 đã xuất hiện và gây hại. Do chỉ đạo phòng trừ kịp thời của chính quyền các địa phương, nên đến nay tình hình sâu bệnh đã được kiểm soát. Tuy nhiên, theo dự báo của Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Thanh Hóa, thời điểm từ nay đến cuối vụ do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng xen kẽ với mưa tạo điều kiện để sâu bệnh phát sinh phát triển. Đặc biệt, nguy cơ số 1 là dày nâu, dày lưng trắng lứa 3 bùng phát, cộng với dày lứa 2 phát sinh với mật độ rất nhanh gây hại trên lúa giai đoạn chắc xanh trên sữa thứ nhất là phải thường xuyên thăm đồng tích cực là lưu ý dùng những cái loại thuốc mà có cái hiệu quả cao theo cái hướng dẫn của cái cơ quan chuyên môn bảo vệ thực vật cái thứ ba đó là chúng ta dùng thuốc thì không nên dùng liên tục một loại thuốc à, nếu như mật độ áp lực dày nó quá lớn thì lần này chúng ta dùng thuốc A thì lần sau chúng ta phải thay thuốc B để chúng ta tránh cái hiện tượng coi như là nó bị cái gọi là nhờn thuốc hay là kháng thuốc chống thuốc. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo hợp tác xã và ban chỉ đạo sản xuất cùng với các thôn là tăng cường cái công tác là cái kiểm tra nắm bắt các cái tình hình sâu bệnh trên cái địa bàn, đặc biệt là cái giai đoạn là cuối vụ đối với cái diện tích lúa là cái rầy nâu và đạo ôn của bông để đảm bảo cái sản lượng lương thực. Để bảo vệ lúa xuân cuối vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa tiếp tục có công văn chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dày nâu, dày lưng trắng hại lúa xuân cuối vụ. Khi dày xuất hiện cục bộ, mật độ cao trên diện tích lúa chín trên 80%, bà con thu hoạch ngay để tránh ảnh hưởng đến năng suất cả vụ. Nhằm tạo bước đột phá trong công tác cải tạo cảnh quan môi trường, có phần thực hiện thành công mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2020, ngày 17 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Hóa đã ban hành kế hoạch số 99 về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019-2025. Sau gần 2 năm thực hiện, cảnh quan môi trường ở các địa phương đã được cải thiện rõ rệt những bức tường bê tông nham nhở, những hàng cột điện lô nhô và đường lang chật hẹp đầy rác của những năm trước đã không còn. Thay vào đó là những bức tranh sinh động được vẽ trên tường để cổ vũ tinh thần lao động. Hệ thống điện cũng đã được tu sửa chỉnh trang, sáng tới từng nhà, từng ngõ. Đáng lưu ý là cho đến nay, 100% số xã thị trấn của huyện Hoàng Hóa đều đã có đủ thùng rác ở những nơi công cộng, rãnh thoát nước, được kiên cố và đều có nắp đậy. Chỉ sau gần 2 năm thực hiện kế hoạch 99, toàn huyện đã trồng được 22.000 cây xanh, làm được 1.700 km đường hoa và làm mới được hơn 90 km tường rào. Đến thời điểm này, là cái diện mạo của cái nông thôn mới nâng cao là nó thể hiện rõ ràng đường làng ngõ xóm riêng thành thôn thành nam tôi đã thực hiện lát đường đắp cống hầu như đến đến bây giờ là 100% phần các cái trục đường chính của thôn là còn hợp công đại đi vào xây dựng và đi vào thực hiện cái, cái cái kế hoạch đó thì đúng người dân chúng tôi cũng vừa giáo dục vừa và nhân dân nhận thức từ đó là cái cái cái, cái, cái mà cái nhân dân được thực tế được thụ hưởng cái thành quả thế này xác định xây dựng nông thôn thân thiện với môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng cần được đẩy mạnh thực hiện từ cuối năm 2019 ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hoàng Hóa đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức hội và đoàn thể ở mỗi xã trong đó hội phụ nữ sẽ thực hiện đẩy mạnh phong trào 503 sạch, hội nông dân thực hiện phát triển kinh tế xây dựng mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã kiểu mới, đoàn thanh niên dọn dẹp vệ sinh vào thứ năm hàng tuần và thành lập các tổ thu gom rác thải định kỳ 3 lần một tuần. Với việc đẩy mạnh công tác chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh môi trường, nhiều phần việc thiết thực, nhiều mô hình hay hiệu quả đã được triển khai, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện của người dân. chúng tôi hàng 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 tuần là phải có cái giao ban chỉ đạo các xã tập trung là cái thu gom vận chuyển rác xử lý tần suất là hai ngày trong một lần Đấy, rồi thì, thì trang bị các cái thùng đựng rác ở nơi khu dân cư hai ba hộ là một cái thùng đựng rác bây rồi thì à, yêu cầu tất cả các cái tổ chức cá nhân kể cũng như hộ gia đình là hàng tuần là phải có cái tổng vệ sinh rồi là À, chính trang những cảnh quan của địa phương như là, là vui ve, để xây sửa chữa các cái đường làng ngõ xóm, rồi các cái nhà cửa dân cư cho nó khang trang. Đối với địa phương thì người dân vào cuộc rất tích cực, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hàng tuần nhân dân tập trung triển khai, nạo vét khơi thông hệ thống công trình, xây bồn, trồng hoa, hiến đất mở rộng đường. Phát động phong trào xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa gắn với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có 100% số hộ gia đình tự phân loại rác thải tại nhà, 100% các tuyến đường trong khu dân cư được quét dọn sạch sẽ trong tuần và rác thải đều được thu gom với những chương trình hành động cụ thể. Hoàng hóa đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch 99 về cải tạo cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần đưa Hoàng hóa trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2020 để mỗi miền quê trên địa bàn toàn huyện luôn là những miền quê đáng sống. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Báo Chính phủ thông tin, trong tháng 4 năm 2020, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như số vốn đăng ký trên cả nước giảm mạnh. Hiện các bộ ngành đang gấp rút triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tờ báo dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, theo Nghị định số 41, khoảng 740.000 doanh nghiệp chiếm đến 98% số doanh nghiệp đang hoạt động sẽ được hưởng lợi từ chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất Chính sách này sẽ gia hạn khoảng 180.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã trình chính phủ và giải quyết theo thẩm quyền miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thiết bị y tế phục vụ cho phòng chống dịch. Trình chính, chính phủ sửa đổi các nghị định 122, 125 và 134 về thuế xuất nhập khẩu để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực da dày, dệt may, chế biến nông lâm thủy sản, cơ khí, nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp ô tô. Về phía Bộ Công Thương, Bộ sẵn sàng lắng nghe phản ánh về khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhận định, chính phủ đã và đang tiếp tục đưa ra những chính sách rất thực tế như hỗ trợ tài chính, tiến dụng cho cộng đồng doanh nghiệp cùng người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch. Hiện các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ khốn khó, lao đao và rất cần những chính sách hỗ trợ vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài. Một thông tin đáng chú ý được tờ Tuổi Trẻ đăng tải, Việt Nam đã tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên chuột và lấy máu để đánh giá hiệu quả phòng bệnh. Ông Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1 Bộ Y tế cho biết, hiện có khoảng từ 70 đến 80 nhà phát triển vaccine trên thế giới đang ở ngưỡng tương tự Việt Nam, tức là thử nghiệm trên chuột. Có 8 công ty tiến nhanh hơn đã tiêm thử nghiệm song song trên người và động vật. Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển vaccine sau khi vaccine đã được gắn kháng nguyên virus corona trong phòng thí nghiệm. Do là một căn bệnh mới, chưa có sản phẩm vaccine thương mại ngừa COVID-19 và đang trong đại dịch nên nhiều hãng sản xuất đã đi nhanh theo hướng tiêm đồng thời thử nghiệm trên người và động vật. Tờ báo cho biết lần đầu tiên các nhà phát triển vaccine Việt Nam nghiên cứu sản xuất vaccine với nguồn vốn từ một quỹ đầu tư trong nước theo cách thức rất mới và tiếp cận với thế giới. Theo ghi nhận của phóng viên báo Hà Nội mới, hiện nay tại thủ đô đang tiếp tục xảy ra nhiều vi phạm về giãn cách xã hội với các dạng lỗi về không giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang, lấn chiếm lòng đường về hè. Các vi phạm diễn ra khá phổ biến, công khai trên phạm vi toàn thành phố nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý kịp thời. Theo chỉ thị 07 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới quy định rõ, Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, cà phê giải khát nơi có nguy cơ lây nhiễm trực tiếp cần thực hiện giãn cách tối thiểu 2m hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi. Song thực tế vi phạm này đang rất phổ biến, điều này cho thấy nhiều người dân rất chủ quan, nếu không xử lý nghiêm vi phạm sẽ ngày càng lan rộng. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, vừa qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung yêu cầu lực lượng chức năng từ cấp xã đến cấp thành phố có trách nhiệm trực 24/7 để tiếp nhận và xử lý tất cả thông tin, trình báo, phản ánh, kiến nghị của người dân, đặc biệt đối với các trường hợp trình báo về các dấu hiệu, triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh như ho, sốt, đau họng để kịp thời có phương án xử lý. Thành phố khuyến khích người dân phản ánh các trường hợp vi phạm phòng chống dịch trên ứng dụng Hà Nội Smart TV. Ngày hôm qua, ngày 4 tháng 5, học sinh cả nước trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19. Chưa bao giờ việc chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học lại nhiều khâu như bây giờ. Theo báo tin tức, trước ngày học sinh trở lại trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ tiêu chí đảm bảo an toàn cho nhà trường khi học sinh trở lại trường. Nếu trường học nào không đảm bảo các tiêu chí này sẽ không được hoạt động. Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đã nỗ lực thực hiện kiểm tra giám sát ngay ngày đầu tiên học sinh trở lại trường ghi nhận tại thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các nhà trường. Tại Nghệ An, học sinh các trường vẫn nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn. Học sinh được bố trí ngồi giãn cách nhau 1 mét theo văn bản hướng dẫn. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, những vấn đề phát sinh trong việc giãn cách đảm bảo phòng dịch sẽ được cơ sở giáo dục đoàn kiểm tra các địa phương căn cứ vào thực tế để điều chỉnh phù hợp với tình hình. Tuy nhiên, những quy định từ Bộ Tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải được các trường thực hiện nghiêm túc trong giai đoạn này. Đây là yêu cầu bắt buộc để các trường hoạt động khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước đề nghị của Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam không đồng ý với việc kéo dài chu kỳ kiểm định lên 1,5 lần đối với xe tải và 2 lần đối với xe khách để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Lý do được cục đăng kiểm Việt Nam đưa ra là chu kỳ kiểm định của xe cơ giới được tính toán xây dựng dựa trên an toàn kỹ thuật của phương tiện, khuyến khích của tổ chức ô tô quốc tế, đảm bảo phù hợp với việc sử dụng phương tiện tại Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế. Tình trạng kỹ thuật của xe phải được duy trì đảm bảo quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhằm hạn chế nguy cơ gây mất an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến an toàn sinh mạng của con người, ít gây ảnh hưởng về mặt kinh tế đối với các doanh nghiệp vận tải. Do vậy, việc tăng chu kỳ kiểm định của phương tiện để hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là không phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi được hoạt động trở lại, cảng hàng không Thọ Xuân đã tăng cường công tác kiểm soát an ninh hàng không và phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo cho hành khách được an toàn trên các chuyến bay. Theo ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ tại cảng hàng không Thọ Xuân, số lượng hành khách trở lại bay đang ngày càng tăng lên. Từ ngày 23 tháng 4, mỗi ngày có 3 chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại tại cảng công tác phòng chống dịch được triển khai ngay tại cửa ga đến và cửa ga đi như tuyên truyền cho mọi người đeo khẩu trang, si sát khuẩn khi ra vào cửa ga. Đồng thời tất cả hành khách đều bắt buộc khai báo y tế điện tử, thực hiện giãn cách theo quy định tại các quầy check-in. Một điểm mới trong công tác phòng chống dịch covid-19 đó là việc thực hiện đo thân nhiệt bằng máy cảm biến hồng ngoại từ xa. Đây là một trong những biện pháp tránh tình trạng tiếp xúc gần khi thực hiện đo thân nhiệt cho hành khách đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đến sân bay thì tôi được nhân viên hàng không rồi cũng phổ biến về phòng dịch COVID-19 này là đưa đeo khẩu trang rồi sát khuẩn phòng dịch tay rồi mỗi người cách nhau 2 mét thì nói chung là trong cái chiến dịch thì cũng rất là an toàn được nhân viên cũng rất là chú đáo bên cạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 thì việc bảo đảm an ninh an toàn chuyến bay cũng đang được cả hàng không tạo sân chú trọng từ việc kiểm soát chặt chẽ việc mang hành lý và chất cấm khi lên máy bay cũng như bắt buộc áp dụng các biện pháp đảm bảo thực hiện phòng chống dịch. Tại sân bay, luôn túc trực xe cấp cứu, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có trường hợp biểu hiện sốt hay khó thở, sẽ thực hiện ngay biện pháp cách ly và báo cho các cơ sở y tế gần nhất. Cả các không tọa thuận đã tăng cường cái công tác phòng chống dịch bệnh. À, tất cả các hành khách khi vào nhà ga là phải đeo khẩu trang lực lượng ở ninh kiểm soát rất chặt chẽ vấn đề này. Bên cảng cũng phối hợp với các hãng là thực hiện tốt các cái công tác và phục vụ các chuyến bay đi đến trong cái công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo và thực hiện theo cái quy định của Bộ Y tế. Dự báo trong những ngày tới nhu cầu đi lại bằng máy bay của người dân sẽ tăng cao. Vì vậy, cảng hàng không Thọ Xuân ngoài việc thực hiện nghiêm túc tinh thần phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ thì công tác đảm bảo an ninh hàng không được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nhất là thời gian cao điểm du lịch hè 2020. Bản tin thời ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.